số thứ nhất có phân tích được không? Phân số thứ nhất không phân tích được nên ta xuống đây. Phân tử thứ hai phân tích được, ta lấy căn A làm nhân tử chung là căn A trừ 1. Phân số thứ ba có phân tích được không? Phân số thứ ba có mẫu là hằng đẳng cấp số 3 nên ta phân tích được là căn A cộng 1 trên căn A trừ 1 nhân căn A cộng 1. Tiếp theo ta nhân căn A vào phân số thứ nhất để được mẫu số chung. Căn A nhân căn A, ta ghi luôn số quả là A. Bên dưới là căn A trừ 1. Sẽ trừ cho căn A trừ 1.